Vâng, xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cái đề tài hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết tới điều này nên đã đưa ra các cái quyết định sai lầm. Thưa các bạn, vào năm 2007, một kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật rất là giỏi các bạn nhé, đã nghỉ việc và lập ra cái công ty riêng cho mình. Và tất cả những lĩnh vực về cao su mà khó nhất ở trong lĩnh vực dầu khí này, vận tải này, xi măng đều không ai giải quyết được thì tới anh ta giải quyết. Và như vậy, cái doanh nghiệp nho nhỏ ban đầu của công ty anh ta rất thành công. Và sau 3 năm đó các bạn, anh ta đã bắt đầu dồn sức vô, lập ra mở rộng doanh nghiệp, đầu tư trang thiết bị. Và đáng lý 3 năm kế tiếp là một cái thời kỳ huy hoàng của anh, nhưng thực sự 3 năm kế tiếp là một cái sự khủng hoảng, một cái sự ám ảnh trong cái cuộc đời của anh. Bởi vì sao? Lún sâu vào trong vấn đề nợ nần và gần như là sắp sửa phá sản đó các bạn nhé. Nhưng sau đó gì ạ? Phải mất 4 năm kiểm soát lại mọi việc, chấn chỉnh lại và bắt đầu mới đi vào hoạt động trở lại bình thường. Một cái công ty thứ hai ở thập niên 90 các bạn, người ta hoạt động trong lĩnh vực phân phối. Và như vậy họ có sử dụng vấn đề vận tải. Và sau đó họ nhảy sang lĩnh vực vận tải, họ thấy rằng rất thành công. Và như thế họ mở rộng nó toàn bộ ở Việt Nam liên quan tới cái vận tải hành khách các bạn nhé, kèm theo lĩnh vực bất động sản đấy. Và đến giờ này công ty gần như đã bị phá sản và rơi vào vòng lao lý. Vậy thì hai công ty này bắt đầu từ nhỏ đang phát triển mà sau này gặp khủng hoảng rất lớn. Nguyên nhân nằm ở đâu ạ? Thưa các bạn, vấn đề thì có rất nhiều, nhưng trong đó có một cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý và tôi cũng cần phải lưu ý. Nếu chúng ta vi phạm cái vấn đề này, chúng ta không biết cái chuyện này, chắc chắn dẫn tới cái sự phá sản của công ty của chúng ta, chắc chắn dẫn tới cái sự thất thoát, làm cho chúng ta gì nào à, mất cái cơ hội kinh doanh tiếp tục để phát triển bền vững. Vậy thì vấn đề đó là gì các bạn? Đó chính là vấn đề hai doanh nghiệp này không biết đo lường các cái kết quả và hoạt động chính yếu trong công ty. Họ không đo lường được cái kết quả về tài chính, không đo lường các kết quả liên quan tới khách hàng, không đo lường các kết quả liên quan tới hoạt động nội bộ, và cũng không đo lường được các cái vấn đề liên quan tới nhân viên, họ hài lòng hay họ không hài lòng, năng suất làm việc của họ như thế nào các bạn nhé. Đấy, thì các bạn thấy không, điều này rất nguy hiểm nhé, đó là vấn đề không biết đo lường các hoạt động. Và các bạn đều thấy rồi, khi chúng ta không đo lường các hoạt động, nhưng hàng ngày chúng ta vẫn phải đưa ra những quyết định quản lý. Vậy chúng ta đưa ra các quyết định đó, chúng ta dựa vào đâu? Chắc chắn là chúng ta sẽ dựa vào gì đâu? Dựa vào cái cảm giác của chúng ta, dựa vào cái trực giác, cái feeling của chúng ta. Hoặc là thậm chí chúng ta dựa vào những cái số liệu không chính xác, mà tôi gọi là phương pháp Ấn Độ đó bạn nhé. Độ ra và ấn vào con số. Như vậy những cái chuyện mà chúng ta đưa ra những quyết định đó, chắc chắn dựa vào những điều như vậy, chắc chắn gây ra những sai lầm và nguy hại cho công ty. Đấy, bằng chứng là gì nào ạ? Là cái công ty cao su kỹ thuật đó là các bạn nhé. Vì mở rộng và anh ta thấy mặc một cái thiết bị rất đời mới của công nghệ của Đức, anh ta đầu tư bao nhiêu ạ? 7 tỷ đồng các bạn, năm 2010. Và chính cái 7 tỷ đồng đó mà không tính toán được vấn đề là thu hồi tỷ suất lợi nhuận, vấn đề khách hàng. Do đó gì nào? Cái đó nó gây ra nợ nần, làm cho anh ta sắp xem nữa bị phá sản đấy các bạn. Còn cái công ty mà vận tải và bất động sản ấy, bởi vì sao đưa ra các quyết định mua bất động sản hoàn toàn là feeling, ok vị trí đẹp, vị trí nó tốt mà không tính toán các số liệu, không tính toán về cái dòng tiền của mình, không tính toán về cái khả năng thanh khoản, do đó gì nào quay vòng vốn không kịp, thanh khoản không kịp, thế là gì nào dẫn tới nợ ngày nợ mẹ đẻ lãi mẹ đẻ lãi con vân vân, và cuối cùng dẫn tới cái sự phá sản đó các bạn. Như vậy tôi kêu gọi các bạn nha, hãy tập trung vào vấn đề đo lường các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta không đo lường thì chúng ta sẽ gì nào quyết định sẽ bị sai lầm. Cái thứ hai nữa, chúng ta không có cái số liệu, đúng không? Chúng ta không có cái số liệu. Như vậy là gì nào? Chúng ta không biết đường mà quản trị cái rủi ro. Và việc không biết được xu hướng xấu hay tốt thì làm sao phòng ngừa được các bạn? Vậy chúng ta nhớ lại, người ta vẫn thường nói, khi chúng ta không đo lường cái hoạt động chính yếu nào đó thì chúng ta sẽ không hiểu được nó. Mà không hiểu được nó thì chúng ta sẽ không kiểm soát được nó. Và khi chúng ta không kiểm soát được nó thì chúng ta không biết cách cải tiến nó. Điều đó sẽ dẫn tới cái sự phá sản của chúng ta. Vậy một lần nữa tôi kêu gọi các bạn, vì công ty của bạn, các bạn hãy bắt tay vào đo lường 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, hoạt động nội bộ và nhân viên. Các bạn có thể nói với tôi doanh nghiệp vừa và nhỏ làm sao mà đủ sức mà đo? Chưa các bạn, càng nhỏ thì lại càng dễ đo. Hãy đo ngay từ bây giờ đi các bạn nhé. Và thưa các bạn, cái video kế tiếp tôi sẽ nói về vấn đề làm thế nào để giải phóng được ban lãnh đạo khỏi những cái vụ việc hàng ngày. Vậy các bạn hãy đăng ký cái kênh YouTube của tôi để các bạn có thể nhận được những cái video sớm nhất khi tôi phát sóng. Chúc các bạn thành công và phát triển.